Tôi bệnh tim, hội chứng là bút gada tiếp 1. Cô bác nghĩa tình mua vé số giúp tôi đã dành tiền mổ cấy máy khử trùng tim kỳ thứ 4 và mua sữa cho con gái 3 tuổi. Hai đứa nhai đầu nó chết rồi. Trời ơi. Dạ. Ôi sao vậy anh? Dạ bị bại não. Bại não chết hả? Tim với bại não. Dạ. Máy bự không anh Việt? Dạ cái máy nó như cái ống quẹt mà loại dạng của Mỹ á, đập như nè. Dạ. Nó bự hơn chút xíu. Nó giúp cho tim rung. Không phải, nghĩa là mình bị đột tử, cái máy này nó sốc tại chỗ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Đước của tỉnh Long An. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là một cái hình ảnh một cái chú bán vé số trong một cái thời tiết mưa gió như thế này nè. Nhưng mà mình chạy ngang thì mình thấy chú treo một cái bảng khá là lạ. Đó. Cô bác quý anh chị có thể thấy nè. Tôi bệnh tim, hội chứng là bút gada tiếp 1. Cô bác nghĩa tình mua vé số giúp tôi đã dành tiền mổ cấy máy khử trùng tim kỳ thứ 4 và mua sữa cho con gái 3 tuổi. Còn ở dưới này là mọi sự giúp đỡ xin cô bác gửi vào số tài khoản ngân hàng BIDV Nguyễn Quốc Việt, điện thoại 0348755336. Xin giúp tôi để tiếp tục sống để nuôi con bé Sitin 3 tuổi. Nuôi con bé Sitin ha. Hay quá. Em chào anh Việt. Tôi bán vé số kiếm tiền mổ cấy máy khử trùng, máy khử rung tim, mong cô bác mua vé số giúp tôi. Ơi dữ trời. Vậy là mình đọc qua cái này thì mình mới thấy là anh Việt này ảnh bị bệnh tim và ảnh có một cái đứa con gái là 3 tuổi. Rất mong cô bác có tấm lòng đẹp như hoa nở, mua vé số giúp người bệnh tim. Ở đằng trước này nữa. Mong cô bác ủng hộ giúp tôi đã dành tiền mổ cấy máy khử trùng rung và mua sữa cho con gái. Cũng là một cái dịp tình cờ thì Bùi Hồ muốn chia sẻ một cái clip này cho cô bác quý anh chị để biết về hoàn cảnh của anh Việt. Và trước khi biết thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ tìm hiểu về anh nha. Dạ em chào anh Việt. Dạ. Anh bán vé số này lâu chưa? Dạ khoảng 6 năm mấy rồi. 6 năm mấy? Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, tôi ngọ 44 tuổi. 44 tuổi. Trên cái bảng em thấy anh ghi khá là độc lạ với là một cái máy che mưa che nắng như thế này. Thì tại sao anh lại ghi cái bảng như vậy và ghi lâu chưa? Dạ, khoảng mấy này thì ghi khoảng 2-3 năm nay. 2-3 năm nay. Dạ. Anh bị bệnh tim tiếp 1 hả? Dạ, hội chứng Gugada. Gugada. Dạ. Mỗi ngày anh bán bao nhiêu tờ vé số? Bán từ 200 đến 250. 200 đến 250 là lờ khoảng 200 đến 250 chục ngàn. Dạ đúng rồi. Nhà anh gần đây không anh Việt? Dạ ở nhà bên vợ ở Phước Ty á. Dạ, còn vợ của anh? Dạ ở nhà đó, vợ ở Phước Ty á. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Dạ tuổi dân 33-34 tuổi. Nhỏ hơn anh khoảng 10 tuổi. Dạ. Vợ anh thì làm cái công việc gì ha? Hả? Vợ anh làm cái công việc gì? Dạ nhà giữ con với bán phụ và chục tờ. Dạ. Dạ anh với chị thì có một đứa bé 3 tuổi, bé gái. Dạ có 3 đứa mà hai đứa nhai đầu nó chết rồi. Trời ơi. Dạ. Ôi sao vậy anh? Dạ bị bại não. Bại não chết bệnh hả? Bệnh tim với bại não. Dạ. Cha lớn thì bệnh tim với bại não, còn đứa sau bại não luôn. Trời ơi, bao nhiêu tuổi anh? Dạ lúc nó còn nhỏ, mới tuổi rưỡi à. Mới có 1 tuổi rưỡi à? Dạ. Hai đứa đều 1 tuổi rưỡi hết hả? Dạ. Rồi đứa bé này thì nó phát triển bình thường. Dạ đứa bé này là bé gái. Chuyện bình thường nhưng mà điều chưa biết nói thôi. Dạ. Chỉ biết nói cho chuẩn mấy từ thôi. Dạ. Anh bán vừa lo tiền để trị bệnh tim mà vừa lo cho các bé ha. Dạ. Anh phát hiện cái căn bệnh tim mình lâu chưa anh Việt? Dạ. Lúc trước này không có biết bệnh tim luôn. Khi mà bị đột tử và khi mà chết luôn rồi đó. Dạ. Lúc đó đang làm ở công ty BTS ở đường quận 6 á. Dạ. Đang làm cái ngã ra đột tử luôn. Cái đưa vô bệnh viện quận 6 cứu không được. Cái mấy đứa bạn mới đưa vô là bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng là số còn sống nên khoảng 5 ngày sau mới hồi tỉnh lại. Vậy là chết đi sống lại. Dạ. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nó
bác sĩ Chợ Rẫy mới nói giờ cái bệnh này chỉ còn một cách duy nhất là đặt máy khử ung thôi. Nhưng mà lúc đó có sĩ hỏi đặt hay không thì nghe hỏi giáo sĩ xong lúc đó là khoảng 11 năm trước là giá máy đó là khoảng 12.000 đô. Nghe xong thì xin về thôi, xin về luôn. Với 12.000 đô thì không cách nào đặt hết chân. Được mấy hội từ thiện ở Chợ Rẫy đó, với bà con vòng vòng ở chỗ ở chợ thành phố ở quận 6 á là giúp, nên cái bởi vì Chợ Rẫy cũng hội từ thiện như vậy mới giúp cái là cái máy mà nó cũ nha, dạng người chết rồi á ta để lại á, mình cho người ta cho mình cái mua không, nhưng mà phải mua cọng dây điện được để nối với trái tim á. Dạ. Giá là 60 triệu. Dạ. Mới đi vay tiền ngân hàng, xong vô vay xong hết cả hết, gom hết luôn á, chỉ được 20 triệu thôi. Vô trình bày với Chợ Rẫy, viện Chợ Rẫy, giám đốc Chợ Rẫy đó. Cái cuối cùng nó đồng ý. Cho là máy đầu tiên là 20 triệu. Xong cái 3 năm rưỡi sau là máy nó hết. Cái xin tiếp. Lúc đó là xin ở báo công an thành phố Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà báo thành phố nó đợi lâu quá, tới lúc mà hết máy luôn nó chưa giúp được, nên nó có quản luôn, nó chạy khắp ở quận 6 tìm kiếm Mạnh Thường Quân á. Có một người cho lập chung công ty BTS á, về giới thiệu cho cái người em á, người em cũng khá giả, cái đó đem đến cho 110 triệu cho 10 triệu 110 triệu để đặt một cái máy, mua cái máy. Nhưng mà mua cái máy nhưng mà để lại xài dây cũ luôn. Tại lúc đó không có tiền để mua hai cái đều mới hết. Dây với máy mới hết là muốn nổi. Cái đặt máy cái máy mới nhưng mà cục dây cũ là được 5 năm mấy tháng. Máy nó hết. Dưới đơn xin tiếp tục, xin nhân dòng báo sĩ Hoàng Thái Phóng nè. 5 năm hay anh ha? Dạ 5 năm. Dạ. Rồi báo công an thành phố cũng có. Thì xin chú ý mà chương trình chết đi nhân ái là Vĩnh Long á. Dạ. Nhưng mấy cái này nó chưa giúp không, tôi không được, không giúp. Chưa chứ. Không ai giúp mà chưa tới lượt mình á. Dạ. Nhưng mà cái máy thì nó hết rồi. Dạ. Nên buộc lòng phải tìm kiếm chỗ khác. Mai có một người bà con á giới thiệu, chứ có hội từ thiện chùa Ấn Quang quận 10 thành phố á. Dạ. Cái người ta đến ta tìm hiểu rồi ta giúp và liên hệ với đài hội từ thiện đại Bến Tre nữa, hội từ thiện Bến Tre nữa, cái hỏi để dành được bao nhiêu tiền á, lúc đó để dành được 80 triệu, chứ người ta lấy vô từ 80 triệu đó, còn dưới gom vô ở hội từ thiện Bến Tre nữa, dạ. Tổng cộng là 290 triệu, dạ. Đặt cái máy thứ ba này, dạ. Mấy năm rồi, dạ. Vậy là trong người anh đang có một cái máy rung tim, dạ đúng rồi. Đây là một người. Rồi. Là bao nhiêu năm nó mới hết chức năng rung anh? Dạ cái máy này nó dao động từ 3 năm rưỡi đến 8 năm. Tùy theo sức khỏe của mình và tùy theo mình xỉu nhiều hay ít nữa. Nếu mình xỉu càng nhiều thì cái máy nó càng ít đợi. Trời ơi. Nhưng mà anh bây giờ có thường bị xỉu không? Mệt nhiều chứ chưa xỉu. Cái máy nó lòi ra đó hả anh? Dạ đúng rồi. Nói xỉu là bị đột tử luôn á. À cho em sờ được không? Dạ được. Sao mạnh cũng được, giờ nó quen rồi, khoảng 11 năm nó cũng quen với cái cơ thể này. Yeah. Nên lúc đầu thì nó cộm lên khó chịu lắm, nhưng từ từ cái giờ nó quen, cảm giác nó không nhớ nó nữa. Cái máy bự không anh Việt? Dạ cái máy nó như cái ống quẹt mà loại dạng của Mỹ á, đập như này. Dạ. Nó bự hơn chút xíu. Nó giúp cho tim rung. Không phải, nghĩa là mình bị đột tử. Cái máy này nó sốc tại chỗ chứ mình sống lại á. Dạ dạ dạ. Đột tử là chết luôn á. À. Rồi, trời ơi. Cái máy này nó mới sốc, dạng cái máy này nó thay thế cái máy sốc điện ở bệnh viện á, hai dạ. Cái máy sốc điện á. Dạ. Ngày xưa mà lúc mày bị chết lâm sàng lần đầu á là bị sốc điện kiểu đó đó. Dạ. Sốc cái đặt máy này nó sốc tại chỗ luôn. Dạ. Từ khi mà đặt vô tới giờ á nó sốc khoảng là gần 30 lần rồi đó. Ừ. Nghĩa là gần 30 lần bị đột tử rồi. Vậy là bây giờ anh đi bán vé số là anh để gom tiền nhiều năm. Chút,
để chút chút là khi nào rồi. Máy mà nó hết cái chức năng thì mình thay cái máy mới. Cái mình phải để dành dữ lắm, 5-6 triệu. Dạ. Bắt đầu mới kiếm hội thiện lớn nữa, cái đắp vô. Dạ. À, cái xin giúp nữa, xin dạ. Nhiều chỗ giúp. Chứ cái máy giờ 3 năm trước là giá máy là 290 triệu rồi. Dạ. À, chợ gãy nha, là giá rẻ nhất á, là chợ gãy. Còn dạng như Tâm Đức diễn tim là khoảng 340 rồi đó. Dạ. Trời ơi. Chứ gãy đại học cái dược nha, đại học cái dược mắc lắm. Dạ. Nổi nên không có thể nào vô đó được. Chỉ nước này vô chợ gãy là bình dân nhất luôn á. Dạ. À, là giá cái máy với cái con dây điện cực đó là 290 triệu. Trời ơi. 290 triệu thì mình sẽ sử dụng được chắc được lâu hơn ha. Dạ không, cũng từ giá 3 năm rưỡi đến 8 năm. Dạ. À, nhưng mà thật như thế này nè, em thấy anh treo một cái bảng như thế này đối với bản thân của em á thì cũng gây cho em một cái sự tò mò và em muốn mua vé số để ủng hộ anh. Dạ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà khi anh được viết được những cái dòng này á thì em nghĩ anh ngày xưa anh cũng học cao ha anh Việt. Dạ không, cũng học tới lớp 9 bắt đầu phải gia đình khó khăn nên phải lớp 9 á, không nghĩ là thành phố làm việc luôn, phụ giúp gia đình luôn. Dạ. Ngày xưa anh lên Sài Gòn anh làm công ty ở BC giày dép luôn hả? À đúng rồi. Dạ. Trời ơi. Anh bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Khoảng 5 giờ sáng đến 6 giờ rưỡi tối. Là mới hết vé số? Dạ không, buổi chiều này bán vé mới. À. Tới chiều khoảng 3 rưỡi là xong. Dạ. Mà trường hợp mưa thì đi ôm. Ờ. Có lần hôm 90 tờ. Trời ơi. Bão nó mưa luôn, nó không tạnh. Những lần đó thì nước chốn. Nhưng mấy ngày nay là có bị ôm không? Không, mấy ngày nay là không. Mấy ngày nay mưa nhưng mà nó tạnh. Dạ. Dạ. Hiện nay là anh còn ở đây là bao nhiêu tờ đây? Đây thì nhiều lắm. Tới 200 mấy à. Dạ. Cứ bán này dành dụm vô để mà nuôi em cho bé uống sữa nè. Đúng rồi. Với lại dành tiền để mà trị bệnh cho anh thôi. Tại bé 3 tuổi mấy nhưng mà nó ăn cơm chưa được. Nó nói chứ nó nói chuyện không ấy, nó mới đặc chứng bẹ vài tiếng à. Và lại uống sữa không à. Dạ. Tiền sữa tốn cho nó rất là nhiều. Dạ. Nó chưa ăn cơm được. Đưa nó cháo không được, đưa nó cơm cháo nó chưa ăn. Vậy cái cuộc sống của mình nó rất là chật vật. Dạ đúng rồi. Anh với chị đang sống ở nhà riêng hay ở nhà với ba mẹ? Không, bên vợ. Ở nhà bên gia đình với vợ. Dạ. Chị đi bán phụ anh vài chục tờ. Dạ đúng rồi. Ai giữ em bé? Ba mẹ vợ hả? Bán buổi sáng gửi ba mẹ vợ bên ba mẹ vợ. Dạ. Rồi khoảng 8:30-9 giờ bán xong về. Dạ. Tối nay thì anh bán tới mấy giờ? 6 giờ 7 giờ đó à. Thường bán ở chỗ khu vực này thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Buổi tối đậu đây xong chạy về luôn. Dạ. Cái máy anh nãy nó đặt được 3 năm mấy rồi hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Thế mọi người ở trên, ngay cả trên cái này anh còn vé chiều, sổ mua giúp giùm tôi. Cô bác ơi, vé còn nhiều, xin mua giúp. Đó mọi người thấy không? Hả? Cũng tình cờ là em được một ông anh giới thiệu, anh Phú ở đây nè, giới thiệu em qua bên anh để coi có hỗ trợ được phần nào hỗ trợ. Thì thôi thì bây giờ chắc có lẽ là lỡ đường, chắc có lẽ là vài lần sau em sẽ quay trở lại anh. Dạ. Thì bây giờ trước tiên anh bán cho em 10 tờ vé số đi ha. Cái loại nào cũng được chân á. Thì mọi người, cô bác với anh chị mà có đi ngang á, mua vé số ủng hộ anh, cũng như là như anh ghi một cái câu đó là cứu giúp cuộc đời tôi để sống để nuôi con ha anh Việt. Dạ, dạ. Đây 10 tờ. Còn đây là cái em gửi cho chị Nhã Thi ở Mỹ á, gửi cho anh với lại bé Thiên Hào, gửi cho anh 500.000. Dạ. Ủng hộ trợ cuộc sống của anh. Dạ, rồi mai mốt em sẽ quay lại anh ha. Dạ. Nghe anh chia sẻ cái câu chuyện mà từng chết đi sống lại nè, gia đình gặp cứ bế tắc nó cứ xoay vòng à, nên là thử là cũng rất là đồng cảm với hoàn cảnh của anh. Thì chắc có dịp thì em sẽ quay trở lại thăm anh cũng như là gia đình của anh ha.
chức cũng định gửi này đi nè, nghĩa là tính dự định tính gửi chị hình tại Vĩnh Long lần nữa, lần trước sau không hồi âm tính gửi thêm lần nữa mà chưa gửi đi. Dạ mình cũng lỡ đường, ở đây không có chuẩn bị sẵn mọi người. Đây nè, anh cũng làm để mà tất nhờ tất cả mạnh thường quân hỗ trợ. Dạ hai đứa con này chữ anh biết rồi hả? Dạ đúng rồi, ông này xác nhận, xác nhận chính quyền. Dạ dạ, còn ở trên này là anh đánh máy. Dạ đúng rồi, đánh máy. Hay quá, mọi người thấy cũng đáng thương lắm. Thôi em chào anh Việt, em về ha. Dạ. Trước khi về thì mình mời mọi người cô bác quý chị ngắm lại nè. Cô bán vé số kiếm tiền một cái máy thử rung tim, mong cô bác giúp vé số giúp tôi. Đây là một cái hoàn cảnh mà khá là đáng thương ha anh ha. Thì thôi chắc có lẽ là mình buổi hồi sẽ kết thúc video clip tại đây. Tại trên cái đoạn đường đi về á thì nó cũng bất chợt, nên thành thử ra là sẽ có thời gian sẽ quay lại hoàn cảnh của anh Việt sau. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Chân thành cảm ơn chị Nhã Thi và bé Thiên Hào đã đồng hành ủng hộ cho hoàn cảnh của anh Việt, để làm sao để mà hỗ trợ nhiều hơn.